Tôi được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình Mẹo Cắm Hoa. Thì cũng như mọi khi thôi nha các bạn, hôm nay gặp lại tất cả các bạn, Bi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cắm một giỏ hoa dáng cao cơ bản nha các bạn. Nó là một dạng cơ bản, chủ yếu cắm dáng phổ biến là dạng tam giác cân nha các bạn. Đó là một dạng cắm đối xứng, chỉ cần các kỹ thuật cơ bản các bạn có thể đi được một giỏ hoa dáng cao. Thì nguyên liệu Bi chuẩn bị gồm một giỏ đã vào form sẵn. Các bạn xem lại kỹ thuật ngâm form và vô form một giỏ hoa ở clip cắm giỏ hoa chúc mừng nha các bạn. Và hoa để đi dáng cao, Bi sử dụng mẫm sói. Hoa phụ là ba mi. Hoa chính là hồng kem dâu. Và các loại lá phụ gồm có lá bạc và nguyệt quế nha các bạn. Hy vọng mọi người chú ý theo dõi. Kỹ thuật cơ bản, chúng ta sẽ đi lá trước và đi hoa sau. Đó là kỹ thuật đơn giản nhất để giảm sự va chạm giữa tay và mặt hoa. Tại vì hoa rất là nhạy cảm, khi chúng ta va chạm nhiều thì mặt hoa sẽ bị dập và sản phẩm sẽ không được đẹp nha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ lên một cái khung gồm có hoa dáng cao và lá. Sau đó chúng ta sẽ đi hoa chính và cuối cùng chúng ta sẽ đi bao bì. Bi sẽ thực hiện, mọi người theo dõi. Với cái giỏ hoa dáng cao như thế này, Bi sẽ đi một cành cao nhất để làm tâm. Các bạn luôn nhớ hoa phải cắm từ trên xuống nha các bạn. Chúng ta làm đúng các phương pháp cơ bản, sau đó sẽ đi nâng cao. Vừa là dáng cao nhưng hoa vẫn bung tự nhiên nha các bạn. Để chúng ta lấy dáng tự nhiên của cành hoa. Gu hiện đại nên các bạn đừng có gò ép bản thân quá nha. Cứ thả lỏng tự nhiên thôi các bạn ơi.
Sau khi đi khung hoa làm móng sói tạo dáng, tiếp theo B sẽ đi lá nguyệt quế và phần lưng nha các bạn, để tạo lưng của giỏ hoa màu đậm hơn, làm nền cho các hoa phía trước. Các bạn nhớ tận dụng những cái lá nguyệt quế này cũng như che form phía sau luôn nha các bạn, để sản phẩm của mình nó chỉnh chu hơn. Sau đó các bạn đi lá các bạn đi lá bạc xen kẽ vào khung hoa để che bớt mặt form nha các bạn. Nhưng nhớ là không được che các mặt hoa, chúng ta phải phô được những mặt hoa ra, vừa che form nhưng không được che mặt hoa, đó là một cái kỹ thuật quan trọng. Càng làm nhiều các bạn sẽ thuần thục được kỹ thuật này nha các bạn. Đây, sau khi các bạn đã đi khung lá và khung hoa xong, giỏ hoa của mình nó sẽ có dạng cao tam giác nha các bạn. Và để mặt hoa có chiều sâu, các bạn phải chú ý cái hướng hoa và mặt tiếp giáp giữa giỏ và mặt hoa. Sau đó Bi sẽ đi hoa chính là hoa hồng.
giống như chơi caro vậy các bạn. Trống chỗ nào thì mình thêm vào đó thôi. Đây các bạn, để giá hoa có chiều sâu, chúng ta có thể đi hoa nhấp nhô nhưng vẫn giữ nguyên form chuẩn của giá hoa, đó là dạng tam giác dáng cao nha các bạn. Sau đó Bi sẽ đi hoa phụ là baby, các bạn đừng đi lẻ baby ra, các bạn hãy chắp thành từng cụm như thế này và thường Bi sẽ đi tập trung hoa phụ và mặt chính nha các bạn.
Sau đó các bạn kiểm tra mặt hoa ở cái vị trí nào bị khuyết, các bạn có thể thêm lá bạc vào. Bước cuối cùng là che form phía sau nha các bạn, để sản phẩm của mình nó chỉnh chu hơn. Xong rồi các bạn, đây là một giỏ hoa dáng cao hoàn chỉnh. Các bạn nhớ cơ bản đi từ trên xuống và đi khung hoa lá, sau đó các bạn đi hoa chính và thêm hoa phụ vào. Các bạn cứ làm thuần thục cơ bản, sau đó các bạn sẽ đi đến nâng cao. Chúng ta kỹ thuật tốt rồi, chúng ta có thể cắm theo ý thích của mình nha các bạn. Các bạn có thể đi tự do, không còn phải theo thứ tự gì cả. Và chăm chút sản phẩm của mình đẹp hơn. Bi hy vọng tất cả mọi người đều có thể thực hiện thành công một giỏ hoa như thế này. Các bạn có thể tặng vào các dịp sinh nhật, khai trương, lễ tốt nghiệp, tặng người yêu, hoặc là các lễ tân gia vân vân nha các bạn. Đây là những dạng cơ bản trong hoa giao tế dùng để tặng nhau nha các bạn. Hy vọng mọi người theo dõi chi tiết. Nếu mà người thấy hay, xin cho Bi một like khích lệ và đăng ký kênh để Bi có động lực ra các clip tiếp theo hướng dẫn mọi người. Bi xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.